Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, ở trong chuỗi video này, mời các em chúng ta cùng với thầy làm các đề kiểm tra ở trong cuốn đề kiểm tra toán 4 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy cho mình đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số 705.960.034 được viết là với là thầy, khi thầy viết số nhé, thì thầy sẽ lấy thước, thầy sẽ gạch chân vào từ ngữ chỉ tên lớp, đó là triệu này, đúng không? Và gì nhỉ? Và nghìn. Đó. Như vậy sau khi chúng ta đã tách được lớp rồi, 705 triệu đâu nhỉ? Đây, ở đây có 705 này, đáp án B hoặc C nhé. 960.000, đây 906 không phải này, đây 960 đây rồi. 705 triệu này, 960.000 này, 034 này, đáp án C là chuẩn các em nhé. Tiếp đến là câu 2. Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình bên là. Bây giờ chúng ta thấy là có tất cả là bao nhiêu ô vuông ở trong cái hình nhỏ này nhỉ? Có tất cả là 1 2 3 4. 4 x 3 là 12, có tất cả 12 ô vuông. Tất cả là 12 ô này. Thế còn đã tô màu 1 2 3 4 ô. Như vậy là phân số chỉ số ô đã tô màu thì ta sẽ có được là 4/12. Không có đáp án nào là 4/12 cả. Nhưng chúng ta có thể dùng kiến thức rút gọn phân số ở đây. Cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 4 thì ta sẽ được là 1/3. Như vậy ở trong câu này mình chọn đáp án A. Tiếp theo là câu 3. Trong số số này đọc là gì nhỉ? 291.853.640. Giá trị của chữ số 6 gấp giá trị của chữ số 3 số lần là. Chữ số 6 đâu? Ta gạch chân này. Đây, chữ số 6 đây. Giá trị của chữ số 6 nó thuộc hàng trăm, nó có giá trị là 600. Các em đồng ý chưa? Rồi, gấp giá trị chữ số 3, chữ số 3 nó thuộc hàng nghìn. Tức là nó sẽ gấp bao nhiêu? Ta sẽ lấy 600 này chia cho 3.000. Chúng mình có thể đưa phép chia này thành dạng phân số, ta sẽ được là 600/3.000. Các em hình dung ra chưa nhỉ? Giá trị số 6 là 600 này, giá trị số 3 là 3.000. Để biết giá trị số 6 gấp bao nhiêu lần giá trị số 3, ta lấy 600 chia cho 3.000 sẽ bằng phân số là 600/3.000. Bây giờ thì chúng ta có thể rút gọn. Ta thấy rằng là cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 600, đúng không? Thì ta sẽ được là 1/5. Tuy nhiên nhiều bạn khó nhìn ra, thì bây giờ thầy sẽ rút gọn từng bước một nhé. Có hai số 0, thầy gạch bỏ hai số 0 này. Tức là ta lấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 100 đấy, thì ta sẽ được phân số là 6/30. Tử số mẫu số đã nhỏ hơn rất nhiều rồi. Bây giờ ta sẽ cùng rút gọn tiếp. Ta thấy rằng là cả tử số mẫu số cùng chia được cho 6, đúng không nào? Nó sẽ là bằng 1/5. Vậy thì giá trị của chữ số 6 gấp giá trị của chữ số 3 1/5 lần nhé. Đáp án mình chọn ở trong câu 3 là B. Tiếp theo là câu 4. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất là. Bây giờ chúng ta phải thực hiện thôi, sau đó mình so sánh các kết quả đối với nhau. Ở đáp án A, đây là phép cộng 2 phân số, thì ta phải đưa về cùng mẫu số ta mới cộng được. 3/4 cộng với 3/8 phải đưa về cùng mẫu số nhỉ. Ta thấy 8 là mẫu số chung. 4 để đưa về 8, ta sẽ phải lấy cả tử số mẫu số nhân với 2, thì nó sẽ bằng là 6/8 cộng với 3/8 thì nó bằng 9/8. Rồi, ở đáp án B này, 1/4 chia cho 2/7. Phép chia phân số này thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai, tức là bằng 1/4 kèm nhân với phân số đảo ngược của 2/7, tức là 7/2. Phép nhân phân số thì ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 1 x 7 là 7, 4 x 2 là 8, 7/8. Tiếp tục ở đáp án C, 3/4 nhân với lại 5/6. Chúng ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 3 x 5 là 15, 4 x 6 là 24. Thế cả tử số mẫu số ta thấy là cùng chia được cho 3 đấy. 15 chia 3 thì được 5, 24 chia 3 được 8. Ở đáp án D nào, 43/40 trừ đi 7/10. Chúng ta phải đưa về cùng mẫu số ta mới trừ được. Ta sẽ có mẫu số chung là 40. 43/40 giữ nguyên. Mẫu số là 10, để đưa về mẫu số là 40 thì ta sẽ lấy cả tử số mẫu số cùng nhân với lại 4. 7 x 4 là 28. 10 x 4 là 40. Cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số trừ nhau. 43 kem trừ cho 28 em sẽ được là 15. 15/40. Thế bây giờ
cả tử số mẫu số cùng chia hết được cho 5. 15 chia 5 được 3, 40 chia 5 được 8. Đề bài hỏi chúng ta ở câu 4 là phép tính có kết quả lớn nhất. Ở trong các kết quả này, 9/8, 7/8, 5/8 và 3/8, chúng ta thấy rằng đều có mẫu số là bằng 8 rồi. So sánh các phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Như vậy đáp án A là kết quả là lớn nhất. Bởi vì 9/8 nữa, đây tử số là 9 là lớn nhất ở trong các tử số này. Như vậy câu số 4 là đáp án A. Tiếp theo là câu 5. Một cửa hàng nhập về 3 tạ gạo, buổi sáng bán được 1/5 số gạo nhập về, buổi chiều bán được 1/3 số gạo nhập về. Vậy số gạo cửa hàng còn lại là bao nhiêu kg? Chúng mình thấy là đề cho chúng ta thông tin về tạ nhưng lại hỏi chúng ta về kg. Thế thì các em có thể đổi ngay lập tức, đổi 3 tạ thành 300 kg, sau đó mình tính toán. Đổi 3 tạ bằng 300 kg. Thế thì bây giờ thầy sẽ tính được là đây chính là gì nhỉ? Đây chính là ban đầu. Bây giờ thầy sẽ tính được là buổi sáng bán nhé. Buổi sáng bán là gì nhỉ? 1/5 số gạo nhập về, 1/5 của 300, tức là ta sẽ lấy 300 nhân với lại 1/5, hoặc em lấy 300 chia 5 cũng được đấy. 300 nhân 1/5 thì ta sẽ được là 60 kg. Tiếp theo mình tính được buổi chiều bán, 1/3 số gạo nhập về, tức là ta sẽ lấy 300 nhân với 1/3, hoặc để tính 1/3 em lấy 300 chia 3 thì ta sẽ được là 100 kg. Cẩn thận thì em đến đây em tính được là cả hai buổi bán thì em sẽ lấy là 60 cộng với lại 100 thì bằng 160 kg. Ban đầu là 300 này, đã bán là 160 kg, thì bây giờ em tính được còn lại rồi. Ta sẽ lấy 300 trừ đi 160 thì ta sẽ được kết quả là bằng 140 kg. Đây là con số mà ta cần tìm, 140 nhé. Câu 5 đáp án là D. Tiếp theo là câu 6. Để mua cuốn sách giá 40.000 đồng, mỗi ngày Hà để dành một số tiền tiết kiệm như nhau. Sau 2 tuần, Hà đã có được 7/10 số tiền cần để mua cuốn sách. Vậy, thời gian Hà tiết kiệm tiền để mua được cuốn sách đó là bao nhiêu ngày? Với câu số 6 này chúng ta có rất là nhiều cách làm. Cách đơn giản mà chúng ta có thể đi bám theo đó là chúng ta dựa theo những cái số tiền mà đề bài cho. Đây là số tiền cần để Hà mua cuốn sách đó, đúng không? Thế thì bây giờ mình có thể tính được là 7/10 số tiền cụ thể là bao nhiêu tiền. Thế sau đó mình sẽ tính cho thầy được là mỗi một ngày thì bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền này. Và từ đó mình sẽ tính được số ngày. Thầy cho mình sẽ đi làm cách 1 nhé. Cách 1 thì thầy sẽ có tóm tắt như sau này. 2 tuần là ứng với 7/10 số tiền. Các em đồng ý chưa? 2 tuần này ứng với bao nhiêu ngày các em nhỉ? 2 tuần ứng với 14 ngày. Hoàn toàn mình có thể nhầm được ngay. Thế bây giờ 7/10 số tiền có nghĩa là gì? 7/10 số tiền cần để mua cuốn sách, tức là 40.000 đồng nhân với 7/10. Đó, thì các em tính toán nhá. Em sẽ ra được kết quả là bằng 28.000 đồng. Thầy hướng dẫn các em nhẩm nhé. Thầy sẽ lấy 40.000, thầy chia cho 10 trước thì thầy sẽ ra được là 4.000. 4.000 nhân với 7 là 28.000 đấy. Thế bây giờ 14 ngày bạn tiết kiệm được 28.000. Như vậy chúng ta sẽ đi xử lý tiếp là 1 ngày thì bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? 1 ngày bạn sẽ tiết kiệm được 28.000 chia cho 14 thì sẽ ra được là 2.000. Đơn vị là đồng. Như vậy chúng ta đã xử lý được là 1 ngày bạn tiết kiệm được 2.000, đúng không nhỉ? Như vậy thì bao nhiêu ngày thì bạn sẽ tiết kiệm được đủ số tiền mua cuốn sách là 40.000 đây? Bao nhiêu ngày các em nhỉ? Ta sẽ lấy cái số tiền 40.000 này chúng ta chia cho số tiền tiết kiệm trong 1 ngày. 40.000 chia cho 2.000 thì em sẽ ra được nhá. Vậy chúng ta có số ngày sẽ chính là 40.000. Các em chia cho 2.000 thì sẽ bằng là 20. 20 này là 20 ngày đấy. Em hiểu chưa nhỉ? Đây. Đó, 20 ngày. Như vậy ở trong cách số 1 này chúng ta đã xử lý được. Đó là đáp án mình chọn là C. Chúng ta có thể đi theo hướng khác, cách số 2. Cách số 2 thì chúng ta không cần sử dụng cái số tiền này. Nếu các bạn để ý kỹ nhé, do là số tiền tiết kiệm của mỗi ngày là như nhau, mỗi ngày là như nhau, cho nên bây giờ thầy sẽ có tóm tắt như sau này. 14 ngày mình đã biết rồi là ứng với 7/10 số tiền. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ hỏi các em rằng là 1/10 số tiền sẽ tiết kiệm trong bao nhiêu ngày nhỉ? Vậy thì thầy sẽ đi xử lý ở đây. 1/10 số tiền thì sẽ là bao nhiêu ngày? 14 ngày ứng với 7/10 số tiền. Như vậy
ta sẽ lấy 14 chia cho 7 thì sẽ ra được là 1 phần 10 số tiền. 14 chia cho 7 là bằng 2 ngày. Cứ 2 ngày thì sẽ tiết kiệm được 1 phần 10 số tiền. Như vậy để ra được là cái số tiền đó, để ra được số tiền, như vậy là, thầy xin lỗi, để ra được số ngày. Số ngày để tiết kiệm ứng với toàn bộ số tiền là 10 phần 10 số tiền đúng không? 10 phần 10 các em đồng ý không? 10 phần 10 số tiền. 10 phần 10 số tiền nữa chính là cái số tiền đó mà. Thì ta sẽ lấy là 2 nhân với lại 10 lên thì sẽ bằng là 20 ngày. Cách này tương đối nhanh, không cần sử dụng đến 40.000 nhưng mà sẽ nhiều bạn sẽ khó hiểu. Các em có thể tham khảo cách số 1 trước nhé. Vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong được là phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo, thầy trò chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Bài 1 đề bài yêu cầu là đặt tính rồi tính phép tính nhân với số có 2 chữ số này. 10.508 nhân với lại 37. Chúng ta thực hiện các tích riêng. Ở tích riêng thứ nhất ta lấy 7 nhân lên. 7 nhân 8 là 56. Viết 6 nhớ 5. 7 nhân 0 bằng 0 thêm 5 bằng 5 viết 5. 7 nhân 5 bằng 35 viết 5 nhớ 3. 7 nhân 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3 viết 3. 7 nhân 1 bằng 7 viết 7. Xong tích riêng thứ nhất rồi, đến tích riêng thứ hai. 3 nhân 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2, số 4 phải lùi sang bên trái một cột. 4 này là nó đang là 4 trục đấy. Thẳng với cột trục này anh em này. 3 nhân 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 viết 2. 3 nhân 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1 viết 1. 3 nhân 1 bằng 3 viết 3. Các em để ý khi các em đặt tính nhé, các em để ý sẽ nhiều bạn bị trừ điểm phần đặt tính này. Nhớ cho thầy là cái chữ số ở hàng nghìn với chữ số hàng trăm nó phải viết cách nhau này. Các em thấy không? Đấy, thẳng cột cách nhau này, thẳng cột cách nhau này. Đó. Bây giờ ta cộng các tích riêng lại. Cộng thẳng cột 6 cộng 0 bằng 6 tức là 6 hạ 6 đấy. 5 cộng 4 bằng 9 viết 9. 5 cộng 2 bằng 7 viết 7. 3 cộng 5 bằng 8 viết 8. Nhớ các em hạ thẳng cột với nhau nhé. 7 cộng 1 bằng 8 viết 8, hạ 3 viết 3. Kết quả ta được là 388.796. Khi các em đặt tính thẳng cột, các em thấy không? Chữ số hàng nghìn với chữ số hàng trăm luôn viết cách nhau đây kìa này. Đó, các em nhớ nhé. Chuyển sang phép tính chia nào. 273.378 chia 42. Chúng ta sẽ thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải. Số chia của em là số có 2 chữ số. Như vậy ta phải lấy ít nhất 2 chữ số của số bị chia để đem chia. Bây giờ 27 em không chia được cho 42 bởi vì nó bé hơn 42. Vậy ta sẽ phải lấy 273 chia 42 thì em ước lượng thương bằng 6. Bây em nhân lên. 6 x 2 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 6 x 4 bằng 24 thêm 1 là 25. Bây giờ em lấy 273 trừ 252 bằng bao nhiêu nào? 1 này, 2 này, 0 này, dư 21. Thầy sẽ viết 21 dưới số 73 này. Em hạ 3 xuống để chia tiếp, ta được 213. Em chia cho 42 thì em sẽ được là 5. Khi em hạ số 3, em thấy không? Chúng ta đang viết cách này, cách giữa số nghìn với số trăm. Thì 213 chia 42 được 5, em sẽ phải viết cách cái số 6 ra. Đó. Bởi vì là cái số bị chia chúng ta hạ đây đang là hàng trăm, nó đang cách hàng nghìn mà đúng không? Đó. Số 5 phải cách số 6 ra. 5 x 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 5 x 4 là 20 thêm 1 là 21. 213 trừ đi 210 là còn dư 3. Em hạ 7 xuống em được 37. Đã hạ là phải chia. Hạ 7 được 37 rồi. 37 chia 42 được 0, viết 0 là kết quả. 0 x 42 là 0, 37 trừ 0 là 37 này. Bây giờ em hạ 8 xuống, ta được 378. 378 chia 42, em ước lượng thương bằng 9. 9 x 2 bằng 18 viết 8 nhớ 1. 9 x 1 bằng 36 thêm 1 là 37. Nó vừa đủ 378, vậy là dư 0. Các em thấy không? Khi chúng ta hạ cái số ở hàng trăm xuống đang viết cách số hàng nghìn, kết quả này, cách ra này, thì kết quả ta được là 6.509. Các em thấy không? Số nghìn, số trăm viết cách nhau như thế này mới chuẩn nhá. Phép chia này là phép chia hết, ta được thương là 6.509. Chuyển sang bài 2. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính phân số. Với phép cộng phân số này thì các em phải đưa về cùng mẫu số. Mẫu số chung là 24 rồi. Mẫu số là 8, để ra được mẫu số 24 ta sẽ phải lấy cả tử số và mẫu số nhân với 3. 5 x 3 là 15. 15 phần 8 x 3 là 24 cộng với lại 13 phần 24. Cùng mẫu số rồi ta lấy tử số cộng với nhau, 15 cộng 13 ta được là 28. 28 phần 24. 28 phần 24 các em có thể rút gọn được, cả tử số mẫu số chia hết được cho 4. 28 chia 4 được 7 phần này. 24 chia 4 được 6.
7/6 là phân số tối giản rồi. Tiếp theo là 8/9 trừ đi 14/18. Các em để ý kỹ nhé, rất nhiều bạn sẽ lựa chọn là đưa về mẫu số chung là 18. Thế nhưng 14/18 chúng ta có thể rút gọn được phân số này để ra được mẫu số là 9. Đấy chưa? Vậy ta sẽ viết bằng 8/9 trừ đi. Phân số này cùng rút gọn cho 2, cùng chia cho 2 cả tử và mẫu. 14 chia 2 được 7, 18 chia 2 được 9. 8/9 trừ đi 7/9 ta sẽ được là 1/9. Chuyển sang phép nhân. Phép nhân phân số thì ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số thôi. 5 x 3 là 15. Phần này 3 x 7 là 21. 15 phần 21 em rút gọn được cả tử số mẫu số chia hết được cho 3. 15 chia 3 được 5. 21 chia 3 được 7. 5/7 là phân số tối giản. Chuyển sang phép chia. Phép chia này em phải nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Tức là nó sẽ bằng 5/12 nhân với lại 4/5. Nó trở thành phép nhân rồi. Ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 5 x 4 là 20. 12 x 5 là 60. Và phân số này cả tử số mẫu số chia được cho 20 đấy em ạ. 20 chia 20 được 1. 60 chia cho 20 thì được 3. 1/3 là phân số tối giản rồi. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang bài 3. Tính bằng cách thuận tiện. Biểu thức đầu tiên của chúng mình là toàn là các phép nhân thôi. Thì trong phép nhân nhá, biểu thức chỉ có phép nhân, chúng mình có thể đổi vị trí thoải mái các thừa số và chúng ta có thể nhóm các thừa số lại với nhau để sao cho tính thuận tiện nhất. Tức là mình sẽ dùng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp ở trong phép nhân đấy em. Ở đây chúng mình có thể nhận thấy rằng là 250 với 4 khi chúng ta nhân với nhau thì ta sẽ được kết quả rất là đẹp, đó là sẽ ra được là 1000. 5 x 20 nó sẽ được 100. Như vậy chúng ta sẽ nhóm hai cặp với nhau. Cặp thứ nhất là nhóm 250 nhân với 4 cho vào trong ngoặc này. Nhân với mở ngoặc 5 x 20. Đó, như vậy thì bên trong ngoặc này ta sẽ được kết quả là 1000. Ngoặc tiếp theo ta được là 100. 1000 x 100 ta sẽ được là 100.000. Đó, xong rồi. Chuyển sang đến biểu thức này là các tích cộng với nhau. Tích thứ nhất là 3/8 x 19/12. Tích thứ hai là 3/8 x 5/12. Ở đây chúng mình nhìn thấy là hai tích này nó có chung thừa số là 3/8 rồi. Thì mình sẽ đặt cái thừa số chung ra ngoài ngoặc nhé. Thì mình sẽ bằng 3/8 nhân với mở ngoặc bên trong là 19/12 cộng với lại 5/12. Nó sẽ bằng 3/8 nhân với kết quả ở trong ngoặc. Cái dấu ngang phân số em cố gắng viết ở giữa dấu bằng giúp thầy nhé. Lúc nãy thầy đang bị viết nhầm đấy. 3/8 viết ở trên nhé. Dấu ngang viết giữa dấu bằng. Nhân với kết quả trong ngoặc. Trong ngoặc mình làm rút gọn luôn nhé. Cùng mẫu số là 12 rồi thì sẽ là 24/12. 24/12 chính là 24 chia 12 thì nó bằng 2 đấy em. Vậy 3/8 nhân với 2, 3/8 nhân với 2 em rút gọn đi nó là 6/8. 6/8 nó sẽ chính bằng là 3/4, kết quả 3/4 nhé. Rồi, như vậy chúng ta làm xong bài số 3. Tiếp theo là bài 4, điền số thích hợp này. Chúng mình sẽ phải đi đếm hình bình hành. Bây giờ với thầy thì thầy sẽ đi đánh số từ các hình nhỏ, sau đó mình sẽ đi liệt kê nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta liệt kê các hình nhỏ nào. Hình số 2 đó là hình bình hành rồi. Các em phải nắm được khái niệm hình bình hành nhé. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Đây cặp thứ nhất này. Nó đối diện với nhau này, nó song song và nó bằng nhau này. Cặp cạnh thứ hai này. Nó đối diện nhau và nó song song và bằng nhau này. Như vậy hình bình hành với hình 1, à với hình 2 ta có này. Hình 2 này. Hình 5 cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ghép bởi 2 hoặc là 3 hình này. 2 hình chúng ta không thấy có hình bình hành nào cả. Nhưng mà ghép 3 hình, chúng ta có hình 1, 2, 3 là hình bình hành. Chúng ta có gì nữa? À mình hết rồi các em ạ, hết rồi. Chúng ta ghép không ghép được nữa. Như vậy ta có tất cả là bao nhiêu hình bình hành nhỉ? 1, 2, 3 có 3 hình bình hành. Vậy ta điền số 3 vào đây nhé. Tiếp theo là bài 5. Quan sát biểu đồ sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp. À, số học sinh giỏi của khối lớp 4 này. Biểu đồ về số học sinh giỏi khối lớp 4. Lần lượt ta có 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G. Và số học sinh giỏi của từng lớp, các em có thể viết luôn vào đây nhé. Học sinh giỏi lớp 4A là mấy? Là 4 này. Lớp 4B là ở giữa số 8 với giữa số 9 là chính là giữa số 8 giữa số 10 đúng không? Là số 9 đấy. 4C là 10. 4D là giữa số 4 với giữa số 6 thì nó sẽ chính là gì nhỉ? Đây các em. Giữa số 4 giữa số 6 chính là 5 học sinh. 4E là có 6, 4G là có 8. Ý A, số học sinh giỏi của lớp 4E chiếm bao nhiêu phần tổng số học sinh giỏi của khối lớp 4? Thì bây giờ các em phải xác định xem là khối lớp 4 có tất cả bao nhiêu bạn đã.
Bao nhiêu bạn học sinh giỏi? Làm thế nào? Ta cộng thôi. Số sinh giỏi cả khối nhé. Thì ta sẽ lấy 4 này, cộng 9 này, cộng 10 này, cộng 5, cộng 6, cộng 8, thêm cứ cộng lần lượt thôi. 4 cộng 9 cộng 10 cộng 5 cộng 6 cộng 8 thì ta sẽ được kết quả là bằng 42. 42 học sinh. Thế bây giờ số sinh giỏi lớp 4E chiếm bao nhiêu phần? 4E là 6 bạn đúng không nhỉ? Như vậy ở ý A, 6 bạn chiên cho tổng số 42 bạn là 6/42. Ta rút gọn phân số này chính là 1/7 các bạn. Thầy sẽ điểm ở đây là 1/7. Ý B, trung bình mỗi lớp của khối lớp 4 là có bao nhiêu học sinh giỏi? Chúng ta đã tính được là có tất cả 42 bạn. Có tất cả bao nhiêu lớp nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lớp. Ta sẽ lấy 42 chia cho 6 thì sẽ ra được là trung bình của mỗi lớp là 7 bạn. Em hiểu chưa nhỉ? Vậy ta sẽ điền số 7 nhé. Thầy cho mình chuyển sang bài số 6. Trong tháng trước và tháng này, trung bình mỗi tháng gia đình Mai phải trả 920.000 đồng tiền điện. Tiền điện tháng này ít hơn tháng trước là 150.000 đồng. Tính số tiền điện mỗi tháng mà gia đình Mai phải trả. Các em thấy đây là dạng bài toán gì nhỉ? Liên quan đến tổng hiệu. Nhưng mà tổng chúng mình vẫn chưa biết. Chúng ta chỉ biết trung bình của mỗi tháng thôi. Vậy bước đầu tiên thầy trò mình sẽ tính cho thầy là tổng số tiền của tháng trước và tháng này. Đúng nhỉ? Thầy có này. Tổng số tiền điện tháng trước và tháng này của gia đình Mai phải trả là trung bình mỗi tháng là 920.000 đồng, có 2 tháng như vậy tổng ta sẽ lấy 920.000 ta nhân với 2. Các em là tính ra nháp nhé. 920.000 nhân với 2 em sẽ ra được là 1.840.000 đồng. Chúng mình đã ra tổng số tiền rồi, thế còn hiệu số tiền chính là 150.000 đồng các em ạ. Đọc thông tin ta thấy là tháng này ít hơn, có nghĩa là số tiền điện tháng này sẽ đóng vai trò là số bé. Thế còn số tiền điện tháng trước đóng vai trò là số lớn. Nào bây giờ chúng ta sẽ tính tiền điện tháng này nhé. Số tiền điện tháng này gia đình Mai phải trả là tháng này này, tiền điện tháng này ít hơn, tức là tiền điện tháng này đóng vai trò là số bé các em ạ. Ta sẽ lấy tổng trừ hiệu rồi chia 2, mở ngoặc 1.840.000 là tổng này, trừ đi hiệu là 150.000, đóng ngoặc, sau đó mình chia 2. Các em làm trong ngoặc trước nhé. 1.840.000 trừ đi 150.000 em sẽ ra được là 1.690.000. Sau đó em chia 2, em sẽ ra được là 845.000. Các em tự chia nhé. Rồi, xong tiền điện tháng này, bây giờ mình sẽ tính tiền điện tháng trước. Số tiền điện tháng trước gia đình Mai phải trả là, thì bây giờ các em có thể lấy của tháng này cộng thêm, đúng không? Tháng này là số bé mà, cộng thêm hiệu thì sẽ ra được là số lớn đấy. Ta lấy 845.000 cộng với lại 150.000 thì em sẽ ra được kết quả là bằng 995.000 đơn vị đồng. Như vậy là mình đã xong rồi. Bây giờ chúng ta ghi đáp số thôi. Tiền điện tháng này, mình tính tháng này trước, mình ghi tháng này 2.845.000. Xuống dòng ta ghi tiền điện tháng trước 2.995.000 đồng. Chấm. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 6 rồi các em ạ. Và cũng kết thúc đề kiểm tra cuối kỳ số 1 rồi. Thầy chúc em ôn thi thật tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.